Trời trời, anh đi đâu mà đâm vào tôi dữ vậy? Tôi Mèn ơi, kẹo đổ hết rồi kìa, đền đi. Tôi xin lỗi cô em, do tôi đứng đi vội vàng nên khi ngang qua đường tôi không nhìn thấy cô em. Cũng do là sự tình cờ, cô vui lòng bỏ qua giùm cho. Tại vì anh làm cho tôi bị té dừng có được không em? Nè tiền đây em ơi, hãy cầm lấy. Tiệm đó ở gần chứ có xa xác lắm đâu, chỉ như vậy mà sao anh nói là không biết. Nước trên dòng mưa đục nắng
anh ở đâu sao ngồi đó một mình, mắt đăm đăm ngó. Sông anh nghe lòng băng khoăn sao xuyến lưu luyến dấn dương từ giây phút ban đầu. Lòng thương mến làm sao về thành phố chuyến này lòng anh hoài vọng tưởng, tưởng nhớ cô lái đò hiền hòa giang dị hai tháng hè ở đây có biết bao tình. Kỷ niệm buổi sơ giao